thế đấy bà hát túi xin nó có được hay như này hát tụ quản hát tụ quản hát bốc quên ừ cho bông phải tăng ăn phải nắng cho bông cây khay lúc đầu thì đi đội cho chuyển ngành làm công an làm trưởng công an làm trưởng huyện công an huyện đấy là đường nghỉ hưu bên cứ trẻ trai còn anh này là anh Thành nhà thì ở tuần giáo trước đi bộ đội thì 82 thì anh ấy làm cán bộ rồi quản lý còn anh là anh Liệt đấy cũng cùng đơn vị chào các anh nhé vì khi nghỉ hưu thì cũng là cứ đại tá hết rồi về nghỉ rồi còn em này là anh Thành đấy cũng cùng học lớp báo vụ với nhau bây giờ về quê hết rồi hôm nay thì gia đình thì rất là phấn khởi được đón nhận là khách rất là quý đặc biệt là hơn 40 năm mới gặp nhau thì không có gì vui hơn thì gia đình thì có mâm cơm đấy là chén rượu thì phải mừng các anh đến gia đình đấy riêng và đến thăm Mường Tín và động viên bà con Mường Tín phát triển hơn nữa. Chào vào tay đây. Thay mặt cho đoàn công tác thứ nhất là xin cảm ơn ông bà và gia đình cho anh Thuận. Và chúng tôi hay gọi là Thuật con. Và cảm ơn gia đình và các chị em đã hôm nay đã có một cái bữa cơm rất là ngon và thịnh soạn và là một buổi gặp mặt giao lưu 40 năm nay mới gặp lại nhau. Xin cảm ơn gia đình và chúc ông bà và chúc tất cả đại gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết. Hảo khăn lên đó, chúng em đó. Rồi, chị em nha, mời cho gia đình chúng ta nha. Cảm ơn các bác cán bộ nhá. Hảo khăn đó, hải em đó. Hảo khăn lên mẹ đó. Mời các ông các bác quán cản. Tí này này còn chơi kênh YouTube nữa đấy. Phát trực tiếp này thì tí này thì đấy à. Có cái riêng đấy nữa. Được. Riêng thì kiếm tiền nữa đấy. Chào nhá. Chào các anh cán bộ nhá. Chào ông nhá. Sức khỏe nhá ông nhá. Các anh sức khỏe nhá. Y xàm ấy mẹ cả trăm những mét cỡ mà ấy xàm nông pi cần ba y pi nông ấy ăn ở quán ăn thì sao sao má ta y nó chỉ cần cái máy chỉ em đi có bài đi nè có chứ có bài có chứ ăn đúng ăn tuần cháo rượu vào thì khác hay hơn bài đó cái bài còn là bài bắt đầu quay chân đấy suy nghĩ nữa còn về đây là sát ca. Mình có cái bài sát ca có mà các cô lên biết ca mình diễn đi ca rồi á rồi mà đến sát ca ăn ý thiết ăn em ăn sẹn sum ếm hiên ba sống sàm nong pi chăn pé cắn mét ra phải cân nả ô mét y chưa điều khi nong ấy em cảm thấy cuốn chăn mít quá pi nong quá nấy pé cắn hiên no tí cho cái phơi em nhá. Tí cho nick phây để vào như thế nào? Hai chén em khảo dân chăn những hình nọ suối tại trao tê chứ vẫn ngài rồi đi ra bờ đẹp em quạt đấy ý ngài mặc áo đỏ này con
45 người. Pin nào nghe gì đó bờ đôi ai thuật đẩy xí ship lại pi đâu 45 chẳng à ừ mẹ báo vụ cái này đẩy xí ship hạ pi chẳng để cơn po cắn đau mới giảm tài hướng anh thuật ra cán bộ mới giảm pin nào nghe ở ngay giảm pin nào nữa giờ nhiều đài truyền hình dẫn giờ nhiều đài truyền hình dẫn đi quay hết rồi quay chậm thôi quay nhanh quá đừng để đấy chậm thôi đừng có biết nhanh quá đấy con xe nó bay nhanh quá. Vừa quay vừa giới thiệu người ta bên kia là giới thiệu cũng không biết giới thiệu. Xin chào. Đó 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 đó. Giới thiệu về quang hôm qua thì trong đoàn nhưng mà bán sổ hồ quán kiểu là nắng được. Đó là tôi vẫn thuật này làm chén nữa là. Quay lại. Hai ông mẹ của đội nào. Khỏe nhá. Là tôi mong 40 năm gặp lại đấy nhỉ. Chứ phải nhá. Đến thăm nhiều lần nhá. Ờ, hôm sau về Điện Biên nhá. Mẹ khỏe nhớ hai bác nhá. Cảm ơn. Quay ít thế không nhé. Cảm ơn bạn gái nhá. Xong chưa? Xong rồi. Tắt rồi à? Chưa. Đấy, thì quay ngắm người đẹp tí rồi. Đây, các người đẹp. Anh nhờ chụp ảnh không nhá. Uống nhá. Các bạn nhá. Hôm nay này, chụp cho chụp từ kia về mâm cỗ rất là ngon. Cái này chụp ảnh thôi à? Chụp ảnh thôi. Hôm nay vào giao lưu tại cứ thấy đẹp là chụp thôi. Bạn trước bộ đội với nhau. Chụp tăng nam á. Bạn làm chủ tịch xã. Trong mừng thiếu của tôn giáo. Xin chào tất cả anh em bạn bè nhá. Bây giờ thì ai bối đua. Xin chúc sức khỏe ông với các anh các bác. Tên em là Lò Thị Hơn ở bản Thín A. Đây. Em chào anh Thuật. Chúc sức khỏe các anh mạnh khỏe nhé. Nên thăm nhiều đợt nhé. Trưởng đại nhé. Cảm ơn bố với các em anh. Ta đình luôn mạnh khỏe nhá. Hạnh đến phúc, thăm nhá. Rồi. Mạnh khỏe nhé các anh nhé. Khỏe nhé ông ơi. Sợ đến thăm nhiều quá rồi bảo các anh nay lại đến à. Lại mới đến vui à. Chứ khỏe mẹ ảnh đấy. Uống rượu nhé các anh nhé. Xong rồi ăn cơm chịu trách nhiệm nào thế là về ông mà hãy cùng với ông điện phải chịu nhiệm nhé về ông nào mà nghĩ tại đám gì chung nó lại tại thăng em mẹ ơi tại sao anh bái khá ăn đôn hả muốn đu phắng bữa không bó muốn đu ế ná quá khá ăn say khắp tại sao nó mà đuổi chứ mà non mà non em thì em á không Xin chào các bạn.
em nghĩ là anh nói đâu, ý định là đâu. Đây là quân đội nghỉ hưu, làm luôn.